Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào các bạn đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái kinh nghiệm làm thế nào để nhận tiền trên Western nếu chẳng may các bạn ghi nhầm thông tin người nhận tiền. Bởi vì có rất nhiều bạn đặt câu hỏi với mình rằng khi các bạn đủ tiền để nhận từ Western nhưng mà các bạn lại ghi nhầm thứ tự cái tên, và khi các bạn ra ngân hàng và ngân hàng họ sẽ không giải quyết và các bạn rút tiền online tại nhà bằng các cái app trên điện thoại nó vẫn không xử lý được bởi vì cái tên của các bạn nó đảo vị trí, nó không đúng. Thì qua video này các bạn sẽ hiểu rõ cái cách đặt tên như thế nào chính xác và chúng ta cần phải xử lý như thế nào nếu chẳng may bị trái ngược cái thứ tự tên ha. Rồi đầu tiên về cái thứ tự đặt tên để nhận thanh toán trên Google Sense, các bạn lưu ý nha, trên màn hình của mình đây là cách đặt tên đúng nha các bạn. Nếu như các bạn chỉnh giao diện Google Sense sang tiếng Việt thì các bạn cứ đặt tên giống như vậy nha. Ở đây nó có hai dòng, ở trên này các bạn sẽ nhập tên, ở dưới là họ. Họ thì các bạn nên nhập một chữ lót thôi nha, đừng nhập nhiều chữ. Ví dụ như nhiều bạn nhập họ mà các bạn nhập là hai ba ký tự luôn á, hai ba chữ luôn á thì nó sẽ không đúng. Ví dụ như họ thì bạn nên nhập một cái thôi. Còn cái này nó bao gồm tên và cái phần đệm tên lót của bạn ha. Ví dụ như tên của mình như thế này thì mình nhập họ chỉ là một chữ thôi, rồi các cái phần còn lại mình đều để vào cái phần tên. Và nhiều bạn cứ hỏi mình là nên ghi tiếng Việt hay là ghi không dấu, và mình thấy rằng cái này nhiều bạn cũng rất là hoang mang. Mình đã từng nhận bằng việc ghi trên cái thông tin này bằng không dấu, và khi mình viết có dấu mình cũng nhận được luôn. Do đó các bạn đừng hoang mang cái này. Nếu như các bạn chọn cái cách viết nào thì các bạn cứ theo cái cách viết đó đi ha. Và nếu như các bạn không có chắc chắn thì cứ chọn một cái cách viết là viết không dấu đi ha. Thống nhất như vậy đi, cái Google Sense nào các bạn không dấu hết đi để cho nó đỡ rối và các bạn đỡ hoang mang. Rồi cứ viết không dấu như mình thì các bạn sẽ có một cái thiết lập đúng về cái thứ tự nhận tiền. Rồi sau khi các bạn thiết lập đúng cái này, các bạn nhấn lưu, và khi các bạn lưu rồi thì Google Sense nó sẽ tự động nó chuyển sang cái giao diện này ha. Và các bạn sẽ để ý cái tên của các bạn đầy đủ, nó sẽ hiển thị ở bên dưới cái phần thanh toán này. Như vậy là đã chính xác rồi. Rồi đó là cái cách đặt tên cho nó đúng thứ tự. Rồi nhiều bạn không có đặt đúng thứ tự nhưng mà các bạn lại không kịp vào Google Sense chỉnh sửa mà đã quá cái ngày Google Sense nó phát hành, nó trả tiền rồi, thì làm như thế nào để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Thì các bạn để ý cái phần này ha, phần này rất là quan trọng nha. Rồi để xử lý cái vấn đề đó thì có hai cách, các bạn nhớ nha, có hai cách. Nếu như các bạn nhận tiền Google Sense nhưng mà bị ngược tên thì thứ nhất chúng ta có thể nhờ một người quen làm ở ngân hàng giúp, họ sẽ có cách để giúp cho các bạn nhận tiền khi mà tên các bạn bị đảo ngược ha, hoặc là sai một hai ký tự gì đó, thì các bạn nhờ người thân này họ sẽ giúp và có thể tốn một ít phí nhưng mà các bạn sẽ nhận được tiền và không phải chờ đợi quá lâu. Đó là cách thứ nhất. Rồi nếu như các bạn cũng không có quen biết ai ở ngân hàng hết thì làm như thế nào để nhận tiền? Nhiều bạn rơi vào cái tình huống này mà các bạn rất hoang mang, các bạn nghĩ rằng mình sẽ bị mất tiền và các bạn yên tâm nha, tiền các bạn nó vẫn ở trong tài khoản các bạn thôi, các bạn không nhận được nhưng mà nó sẽ cộng dồn và nó sẽ cho các bạn nhận lại vào thời gian sau, chứ nó không lấy tiền các bạn làm gì đâu nha. Rồi đây là cái dòng thông tin của Google Sense gửi thông báo cho chủ tài khoản. Các bạn lưu ý nè, thanh toán trên Google Sense nó sẽ chuyển thẳng vào cho các bạn vào ngày 21 hàng tháng, và nó sẽ có sẵn tiền ở tất cả các ngân hàng Western Union một ngày làm việc sau khi phát hành. Các bạn nhớ thông tin này nha, ngày 21 là nó sẽ phát hành. Và các bạn lưu ý nè, nếu như các bạn bị sai ngược tên, sai ngược cái vị trí á, thì
các bạn phải thay đổi lại cái vị trí chính xác vào trước ngày nó phát hành, nó thanh toán tiền, tức là ngày 20 hàng tháng. À, phải là em ngày 20. Đây là thay đổi đối với thông tin thanh toán, bao gồm việc xóa các cái khoản giữ thanh toán, các bạn phải hoàn tất trước ngày 20, hoặc là ngày cuối cùng là ngày 20, thì các bạn được quyền thay đổi thông tin địa chỉ nè, thông tin họ tên cho nó đúng thứ tự, không dấu có dấu gì đó, thì các bạn vẫn có thể đổi được ở cái thời điểm này. Và các bạn lưu ý, nếu như các bạn thay đổi sau ngày 20 thì nó sẽ không hiệu lực, và khi mà nó phát hành tiền á, nó trả tiền cho chúng ta thì các bạn sẽ không được nhận, và tiền và số dư này nó sẽ chuyển sang tháng sau. Rồi đến ngày 21 hoặc là ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21, tức là ngày 22 á, thanh toán nó sẽ phát hành và nó sẽ xử lý, nó gửi cho bạn. Nếu như bạn điền đúng thông tin thì đến ngày này các bạn được quyền sử dụng cái mã nhận tiền của nó để các bạn nhận tiền bình thường. Nhưng mà nếu như các bạn không kịp đổi cái thứ tự á, thì cái thanh toán này nó sẽ không cho bạn thanh toán, nó sẽ báo thất bại và nó sẽ nằm ở trong cái phần lịch sử thanh toán. Và các bạn cần làm gì? Đến bước này chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi nha các bạn. Các bạn cần phải đợi trong vòng 60 ngày. Tức là cái tiền ở trong WeChat nó quy định quá 60 ngày mà các bạn không nhận thì cái số tiền đó nó sẽ trở lại tài khoản Google AdSense của bạn ở cái mục là chi phí phát sinh, doanh thu phát sinh, tức là nó sẽ không nằm ở cái phần thanh toán và xử lý nữa mà nó sẽ trở lại cái phần doanh thu phát sinh bình thường, tức là nó sẽ cộng dồn cho các bạn. Và khi các bạn thay đổi địa chỉ hoặc là thay đổi thứ tự họ tên thì đến lúc này các bạn mới nhận được tiền. Và các bạn nhớ nha, nó sẽ trở lại cái tài khoản Google AdSense của bạn, nó sẽ ghi chú rằng thanh toán trở lại. Và cái này mình nghĩ rằng các bạn cần phải biết để tránh cái việc hoang mang không biết tiền các bạn đi về đâu, nếu như không có cách nào để thay đổi thứ tự hiển thị tên này. Rồi thì đó là cái chia sẻ ngắn của mình về cách khắc phục để cho các bạn có thể hiểu khi bị đảo ngược tên thì làm thế nào để nhận tiền và chờ đợi bao nhiêu lâu để chúng ta có thể rút được tiền. Rồi hẹn các bạn ở video sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều kiến thức tuyệt vời về làm YouTube khác nha. Xin chào, chúc các bạn thành công. Đừng quên ủng hộ mình bằng một like video cũng như nhấn subscribe đăng ký kênh CDH Studio của mình nha. Xin chào.